lương đấy. Chị đường lương này. Không giá là cái này. Tôi cháu muốn hỏi là muốn mua những sản phẩm này thì mình liên hệ số điện thoại như nào á? À vâng. Tôi có thể đọc luôn ra đây được không? À anh đang quay ạ. Vâng. Tôi đang quay thì để ví dụ quang sáng. Vâng. Số điện thoại 0913790079. 0983790079. Vâng, cảm ơn bác. Hai số như nhau. Đây là các cái sản phẩm của công ty các bác ấy nhé. Nếu mà các bạn có nhu cầu muốn liên hệ, muốn mua các cái sản phẩm này thì các bạn theo số cái điện thoại của bác vừa nói nhé. Những sản phẩm như nào thì các bạn sẽ liên hệ và các bạn sẽ nói ở sẽ bình luận ở video của mình về những sản phẩm này nhé. Đây là những các sản phẩm về gỗ lũa nhé, không đủ hàng. Đây là số điện thoại liên hệ ấy. Đó, các bạn nhìn nhé. Đấy, đây là những sản phẩm này là vẫn đang được bán nhá. Đây là sản phẩm là viên đá thì rất là đẹp luôn, như một bức tranh phong cảnh luôn. Thì các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ với cái số của công ty họ đăng ở trên hòn đá để các bạn liên hệ nhé. Đấy, các bạn nhìn này, như một bức tranh phong cảnh luôn đấy, rất là đẹp luôn. Đây là những sản phẩm gỗ lũa này. Đây, các bạn. Đây là những sản phẩm đá đã được đánh bóng rất là đẹp này, như kiểu ngọc đấy các bạn. Đó, cho các bạn xem luôn, nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ với các số điện thoại ở trên ấy, thì để các bạn liên hệ với các cái sản phẩm này. Đây có những hàng này khá là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn nha, đó rất là đẹp. Đây là các loại gỗ trầm hương. Năm này tới quý Phật tử nhân dân thập phương xa gần, chúng ta ai đủ duyên mong ban nghi lễ của miền Bắc thực hiện. Chương trình nghi lễ sáng ngày hôm nay sẽ được truyền hình trực tiếp để chúng ta trang nghiêm thân tâm ngồi theo đúng những hàng ghế mà ban tổ chức đã sắp xếp.
chúng ta không di chuyển ghế ở trong khu vực mà ban tổ chức đã xếp ghế để đàn tràng được trang nghiêm và thần nghi lễ sáng ngày hôm nay được thực hành toàn thể để chúng ta cùng gửi một thông điệp. Đấy, đây là những sản phẩm có số điện thoại liên hệ luôn. Nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mua những các cái sản phẩm đang được bày bán ở đây thì các bạn có thể liên hệ theo những số điện thoại này nhé. Thì họ sẽ trả lời các bạn. Đây là viên này là viên hồng ngọc hay là viên thạch anh hồng. Xin toàn thể quý Phật tử chúng ta cùng khởi thân đứng dậy để phúc đón chư tôn đức quang lâm đại ngàn. Mình sẽ vào cho một quay cho các bạn xem các cái sản phẩm này. Xin các Phật tử chúng ta cùng khởi thân đứng dậy chắp tay để phúc đón chư tôn đức quang lâm đại ngàn. Rất là nhiều viên đá. Đó, các bạn nhìn nhé. Đây là các quan khách ở nước ngoài này, các bạn. À.